ngồi sang bên này. Ông ngồi ông ăn. Ngồi đây được rồi. Cú đồng ý rồi. Ông thấy được. Đây ông thấy được. Ông thấy được. Chứ anh xin chữa chứ chồng tôi cũng đúng rồi. Ông không được cãi cú. Ông hồi không được cãi. Cú đồng ý đi. Cho ông hồi ngồi bên này. Ông Thiện ngồi bên kia. Cú ngồi đây cho ông này. Cú ngồi đây. Chúng ta biểu diễn. 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 Chúng ta biểu diễn.
điểm thì ở Vân hai anh em con em định lại nhưng mà các ông không nói quả từ đấy thì coi là lúc một là đã hoàn thành coi là đôi con chính thức của gia đình của nhà trai rồi. Bố không cần đứng bố đứng đây cũng được mà bố thượng đây thượng cái bà này chắc lắm. Giờ con câu chuyện trên có ba cụ vừa lộ vừa ngoại sinh ra cho chúng con, sau đó là bác trưởng của đôi bên. Thì công việc có ngồi bà hội và ông thiện bờ diện. Cái ngày hôm nay là cái bước đầu tiên là có cái lễ em hỏi, sau đó là dẫn cưới cho cháu lên họ nhà gái, là xin phép bác cụ để cho có cái lễ do theo đúng thủ tục của theo tập quán của mỗi địa phương. Đó là thứ nhất là cái lễ em hỏi, cái thứ hai là dẫn cưới cho cháu để ngày 19/20 để xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu, cháu Tiệp và cháu Nhung. Thì là con xin phép trên có các cụ mấy công các bà này, qua một thời gian hai cháu đó là chỉ được sự cho phép là của bố mẹ là sinh ra hai cháu. Cái thứ hai nữa là sự cho phép của các cụ cho hai con tìm hiểu. Đến ngày hôm nay là ông hội và hội và ông diện và diện chọn những cái ngày thật là đẹp để có cái lễ vừa ăn hỏi vừa dẫn cưới vừa xin phép các cụ mấy ông các bà bên họ nhà gái để đón cháu về đăng ký làm để đăng ký để 19/20 này để tổ chức làm lễ thành hôn cho hai cháu hạnh phúc trăm năm. Đấy là cái việc thứ hai. Còn cái việc thứ ba là cái việc đúng 7:05:10 ngày hôm 20 là họ nhà trai các cụ với bên phái đoàn họ nhà trai anh em cháu có là bắt đầu là lên xin phép các cụ bên họ nhà gái với các ông bà bên họ nhà gái với ông bà diện để đón cháu về tại gia đình họ nhà trai để làm lễ tổ chức làm lễ thành hôn hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Đấy, cháu là cái xin báo và sẽ mời tất cả các cụ bên họ nhà gái này, mấy câu các bà này, bên họ nhà trai bạn bè của hai cháu, họ nhà trai họ nhà gái ngày hôm đó là đến bớt chút thời gian đến để sự hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Đấy, ý kiến của bên cháu là họ nhà trai trưởng đoàn là xin phép là kính mời các cụ công bà là xơi nước, sau đó là được giờ hay như thế nào đó là nhường bên phái đoàn họ nhà gái. Vâng. Báo cáo với cả tất cả các cụ, con các bà, thế là hai họ cũng được mà bốn họ cũng đúng. Thế là họ thì coi là sao cả, nhưng bốn họ thì có lỗi của ngoại. Thì tôi báo cáo với các cụ, con bà, thế thì cái buổi hôm nay cũng như ông trưởng đoàn vừa mới biểu và cũng được sự nhất trí của các cụ đồng ý sang đến hai năm chúng tôi làm trưởng đoàn, một trưởng đoàn nhà trai, một trưởng đoàn nhà gái. Thôi báo cáo với các cụ, con bà là cũng báo cáo của ông bà là hôm nay là cháu ấy thì cái tuổi của con cháu cũng đã yêu thương nhau cũng là qua một thời gian dài, thế vào hôm nay thì được cuộc sự nhất trí của hai gia đình
thì đi báo cáo ông mà là cũng như ông trưởng đoàn nhà giai nói là tức là hôm nay là không phải ngày chính, tức là ngày hôm nay là ngày một, hiện tại sao là ngày hai thì cũng như ông bà là đưa cháu về đây thì cũng nhờ tất các cụ các bà là các cháu thì chiều nay là cũng theo như ông hội đã lên xe rồi là chiều nay các cháu đi đăng ký, thì cái việc đấy là do nhà trai bố trí tổ chức, thì cái việc đấy là báo cáo các cụ là các bà thế. Thế còn đây, còn hôm nay là họ trong gia đình xã là đưa các cụ các bà và toàn thể gia đình nhà đến đây để dự một cái buổi hạnh phúc cho là mọi cháu. Thì thôi trong cái buổi dự thiêng thì tất nhiên là cũng chưa đầy đủ, thì cũng theo cụ là tới hôm nay thì cũng có thể đầy đủ hơn hôm nay. Thì hôm nay là cũng mà có cũng bà này sai là cũng thông cảm và có những cái gì đấy thì thôi thì sai thì sai, nhưng cũng mong muốn là toàn thể gia đình nhà mình là bố nó là cố gắng là lo cho cháu tiểu và cháu nhung cho là một cháu. Thì thôi con nói thì nó chưa đúng chưa đủ thì con con xin các bác cụ, các bà thật sự hạnh phúc cho bản thân cháu là được yêu đương, căn cứ là cái việc yêu đương các cháu báo cáo hai gia đình hai người đồng thuận nhất trí thống nhất các chương trình làm việc. Hôm nay có cái này cũng có nhiều các cái việc chồng chéo là mình chưa hiểu hết được, không thuộc tập quán rồi mình nên nghi là mỗi người không thuộc tập quán đất nhà tôi có ở đây cũng muốn là đất nhà tôi có nên đấy muốn đất nhà tôi có ở trên Hà Nội này chưa hiểu hết được hết các cụ đó. Có vấn đề gì thì các cụ các ông bà ở trong đoàn đã cố gắng tham dự kiến cho các cháu, có vấn đề gì cho gia đình hai bên thì mọi vấn đề